Em Quỳnh Trúc, mua bán đồ siêu cổ, xin kính chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh của em. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Gặp em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp, và đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Và hôm nay là một cái ngày cuối tuần, em lên một cái clip hơi ve chai tí. Cô chú anh chị em nếu mà ai yêu thương ủng hộ bên em thì liên hệ em ha. Và tiện đây cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã yêu thương ủng hộ kênh bên em trong thời gian qua. Hàng đi cũng đều, đó là một cái sự động viên rất là lớn cho những người bán hàng như em ha. Và ở ngoài này thì đang trời đang mưa rất là lớn, cho nên thì cô chú anh chị em nếu mà nghe không rõ hay gì đó thì cứ liên hệ Zalo với em. Các bạn em sẽ miêu tả chi tiết lại những cái món mà cô chú anh chị em mình đã quan tâm, cứ nhắn tin cho em và alo thoải mái ha. Em mọi thắc mắc em sẽ nói chuyện với cô chú anh chị em mình. Và để đầu tiên hôm nay là có một cây quạt đi, một cái quạt Mỹ. Khung ở ngoài này nó bằng sắt, bốn cái cánh phía trong là nó bằng nhôm của Mỹ ngày xưa đó, còn cái chân ở phía dưới này là còn bằng nhôm đặc luôn. Một cái quạt này của mình ở đây thì mình có một cây quạt làm mà trái tốt nha. Đó, em quay qua bên đây để mà em bật cái nút điều khiển ở đây nè, em bật số 1 nè. Đó, quạt lên nha, quạt rất là mạnh luôn. Bật số 2 nè. Đó, quạt số 3 nè, mạnh lắm. Rồi em tắt nè. Đó, cây quạt này của mình lành và trái tốt. Vậy mình nếu mà mình muốn đề co thì mình cứ để cái màu gì mình chơi ha. Còn nếu như mà mình muốn tăng trang nó lên thì mình cứ phun sơn sạch lên cho cái màu nó lên nó sẽ đẹp liền à. Quan trọng là cái đèn này là chỉnh xưa nha. Ủa, cây quạt này nó chỉnh xưa nha. Cao lên là 57, còn cái khung này á nó rộng là 50. Em bán cây quạt này với giá là 2,6 triệu nha. Một cây quạt lành và xài tốt. Nó nặng quá, nặng quá. Rồi tiếp theo em xin lên đây bốn con tôm đi, bốn con tôm phù đi cho tường đi để cho nó chống chỗ các bạn nha. Đây, con tôm này là tôm gấm Biên Hòa, tôm gấm Biên Hòa xưa và nó lành. Và đặc biệt cái màu chạm ở trên này thì em thấy lạ và đẹp ha, lạ và đẹp chứ không phải xấu lạ nha. Cái này là xấu đẹp chứ không phải xấu lạ. Ở đây em chỉ có bốn con thôi, em không có nhiều rồi, em mới săn về được luôn á. Một cặp giờ là em bán với giá là 400.000. Em có hai cặp ha, duy nhất tình trạng là lành đẹp, một cặp là 400. Và tiếp theo là có một cái cân nha, một cái cân giá bằng đồng. Nếu mà cô chú cho em nào, nếu mà ai mà đang sưu tầm cân để mà mình trưng bày á thì nên mua cái cây cân này. Vì cân này thứ nhất là cái giá cân này nó dày nha, nó dày nó lớn. Và thứ hai nữa là cái cân này em thấy là cái thành của nó cao nè. Thường thường cái thành này của những cái giá cân khác nó sẽ không cao được như cái này đâu, bằng đồng hết nha. Thứ hai nó lại gì, dây xích này nè, những cái dây xích, những cái chi tiết trên này là em thấy lớn nè. Nó loại này loại lớn nè, cái đòn của cái cân này cũng lớn chà bắn lửa luôn nè, nó nặng dữ lắm. Cái cân nguyên cái cân này nó nặng là hơn gần 2 kg á, gần 2 kg, toàn bộ là bằng đồng hết. Chỉ có cái lá liễu ở đây nè, cái này là gọi là cái lá liễu nè, là nó bằng sắt thôi, còn toàn bộ lại hết là bằng đồng hết. Cái cân này là loại cân 18 kg. Em bán cái cân này với giá là 1,3 triệu nha, 1,3 triệu cho cái cân mà bằng đồng này. Thường thường thì mình sưu tầm cân á, thường thường ta có cái gọi là gì, cây cân công lý, đúng rồi, người ta sưu tầm để cho trong nhà trưng rất là tốt ha, trưng phong thủy, chơi phong thủy rất là tốt. Rồi tiếp theo là em có một cái bếp dầu. Cái này em thấy đóng chữ Brancy là của Pháp ha, nhưng mà còn cái hiệu của nó là cái gì thì cái chữ nó mờ quá cho nên em không thấy rõ, không biết là có phải là hiệu Amber không, nhưng mà biết chắc chắn là cái bếp này là của Pháp đó, Pháp xưa. Và cái bếp này của mình thì nguyên cái bếp này phía dưới này cái bầu của nó bằng đồng, mà những cái chi tiết như là khóa bơm này kia là zin của nó hết luôn nha. Đó, ở đây phía trên cái đầu, ở đầu trên thì nó dày, và cái bếp này phía dưới này em thấy lành rồi nha. Còn cái chân ở đây á, mình có ba cái chân con táo thì có hai cái chân này á thì chắc có thể là người ta hàn vô cho nó dính chắc chắn vô trong cái thân cho nó chắc chắn hơn. Và cái màu ten này kia nó lên á thì có thể về nhà mình vệ sinh ra là nó sạch nè, không có gì hết. Và ở đây em thấy có một cái dấu chấm chì ở đây, một cái dấu chấm chì ở đây, nhưng mà em bao trái cho mình nha. Cái bếp này em bao trái. Bao trái có nghĩa là khi mà cô chú chị em nào mà ai mà thích cái bếp này alo chốt với em cái bếp này, em sẽ đem lại thợ sửa cho trái lên
và em sẽ quay một cái clip để mà gửi cho cô chú chị em là cái bếp này nó cháy tốt như vậy đó. Còn cô chú chị em nếu mà đồng ý ok hết em mới gửi đi cho mình, chứ không phải bao cháy thì không phải là bao cháy bằng cái miệng nha, bao cháy là có clip quay thật sự luôn cho mình xem. Alo ok cháu hết đồng ý hết rồi em mới gửi. Cái bếp này là em bán là 1,5 triệu và em bao cháy cho mình luôn nha. Rồi tiếp theo em lên một cái quả nha. Cái này là cái quả bằng đồng xưa. Cái quả này ngày xưa thì có đám tiệc này kia, người ta bỏ vô bánh vô trong đây nè, rồi người ta bưng đi đám á. Phía dưới này thì nó toàn lành nha. Đó. Đây là nắp phía trên nè. Cái nắp này thì em thấy ở đây nó có lỗi một tí xíu ở chỗ này, nhưng mà không đáng kể lắm ha, tí xíu thôi chút đỉnh. Còn này là rất là xưa rồi, toàn bộ là bằng đồng hết trơn luôn. Cái thân này nó lành ha, nó không có vấn đề gì, nó lành hết. Cái này lỗi lớn nha, nó nặng tới là 1,450 kg thì mình kể như là 1,5 kg đi, 50 g nữa là nó là 1,5 kg rồi đó, thì mình cứ tính như là 1,5 kg đi. Cao là 12, miệng là 31,5. Em bán cái quả này với giá là 1,4 triệu nha, 1,4 triệu cho nguyên cái quả bằng đồng. Dạ rồi, tiếp theo đây em có một cái bát hương nha. Đây là một cái bát hương bằng đồng, mặt bên đây là chạm là song long chanh châu và ở phía trên này có chữ nè. Mặt bên đây là chạm hoa sen và phía trên này cũng có chữ luôn. Cái này thì nó lành, nó nặng 600 g, cao là 10,5, miệng là 10,5. Em bán cái bát hương này với giá là 500 cho cái bát hương bằng đồng nha. Tiếp theo là có một cái bát hương bằng đồng nữa, vẽ trên này là chạm trên này là song long chanh châu đó. Toàn bộ là lành hết và nặng là 800 g, nặng 800 g, cao là 11,5, miệng là 8,5. Em bán cái bát hương này với giá là 500 ngàn. Tiếp theo là em có một cái vỏ đạn này là 75 đúng rồi, vỏ đạn này là 75 ly. Rồi ở đây em thấy đóng chữ một cái xong số là 1943 ha, có số 5, 1943. Cái này thì em thấy nó lành nè, nó nặng là 1,2 kg, nặng là 1,2 kg cho cái vỏ đạn này, cao là 24, miệng là 7,5. Em bán cái này với giá là 600 nha, 600 cho cái này. Rồi tiếp theo là em có một cái hai cái chuông nha, một cái chuông lớn và một cái chuông nhỏ. Cái chuông lớn này là nó nặng là 2,2 kg, miệng là 17, cao là 13. Cái chuông nhỏ này là nó nặng 300 g. Cái chuông nhỏ là nặng 300 g nha, miệng là 9, cao là 8. Em bán hai cái chuông này với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu cho hai cái chuông nha. Rồi không? Rất là thanh lớn luôn. 2,5 triệu nha. Tiếp theo là em có ba cái tô nha. Cái tô này là cái tô thứ nhất nè. Tô này thì có để chữ đây là Hiệp Thắng Phát, là cái hiệu lò gốm của người ta đó. Phía trước này là có cái mặt hoa nè, đẹp ghê không. Tô này thì em thấy lành nha. Đường kính của cái tô này là 14,5. Cái này là cái thứ hai, cái tô hoa. Em thấy đây cũng có một cái đường tóc ở đây, còn lại là lành. Đường kính là 17,5 nha. Con này gốm lái thiêu, con này lớn hơn là đường kính tới 20,5. Men tràm còn rất là đẹp. Tô này là dạng tô bắt giác chứ không phải tô tròn nha. Nó có những cái khía ra. Ở đây em thấy có một cái đường âm nè, âm cho nó gạn men, bên đây không có âm bên đây. Rồi ba cái này em bán với giá là 500 ngàn nha. Tiếp theo là em có 10 cái dĩa con gà nha, gốm lấy thiêu xưa, đường kính là 20 cm và nó lành hết. Thì cái 10 dĩa con gà này em sẽ lựa cho mình là 10 mẫu con gà khác nhau, 10 mẫu con gà khác nhau nha.
lành và đẹp. Đường kính là 20cm và chuẩn lấy thiêu xưa. Mười cái này em bán với giá là 400.000 và em sẽ không có bao ship 400 nha. Em lựa 10 mẫu con gà khác nhau cho mình. Và tiếp theo là 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái tô hoa. 11 cái tô hoa gốm lá thiêu xưa. Tô này là cũng là tô có khía cạnh chứ không phải là tô tròn. Tình trạng là em thấy lành khá là tốt. 3 cái lành, 4 cái lành. Cái này thì nó hơi lột, có xíu cái men chút xíu. Đấy, tiếp theo cái này thì nó tóc ở đây. 11 cái nha. Nè, cái này thì lạnh nha. Rồi, tiếp theo cái này lạnh luôn. Lạnh luôn. Lạnh luôn. Rồi, tình trạng là lạnh không nói nhiều ha. 11 cái này em bán với giá là 500 ngàn nha. 500 cho 11 cái. Tiếp theo là em có một cái bình nha. Bình này là bình gốm Liên Hòa và đặc biệt là tích này nó hay nè. Tích này em cũng mới gặp lần đầu tiên luôn đó. Cô chú gia mình nếu mà ai mà yêu thích cái bình này á thì nhanh tay giùm em nha. Ở đây mình có một cái bình Liên Hòa tích là cái gì? Cá quá phượng. Thường thường mình có cá quá long, ở đây hôm nay là sẽ có cá quá phượng nha. Nhưng mà đồ này em bao già. Cốt nè, em bao đồ già cho mình chơi luôn. Đó. Ở đây là mình có cái tích là cá quá phượng hai mặt nha. Đó. Thì ở đây mình thấy nè, những cái cây này là những cái cây tảo xung quanh. Đây là những cái cây tảo xung quanh đây. Và đây là hai con cá đang quá phượng. Cái mặt cá nè, cái mình cá nhưng mà có hai cái cánh và cái đuôi phượng nè. Những cái điểm trắng trắng này chính là những cái bọt nước. Đó, những cái bọt nước ở đây. Và đây mình có một số cái cây tảo nè. Đó, đây là cây tảo nè. Đó. Cây tảo ở đây và những cái bọt nước ở đây. Và khung bên này là hai con cá quá phượng. Cái mặt con cá cho mình con cá nhưng mà nó có hai cái cánh và cái đuôi con phượng nè. Thường thường mình có tích là cá quá long. Hôm nay là em mới gặp lần đầu tiên luôn là cá quá phượng. Cái bình gốm Biên Hòa. Đó, bình gốm Biên Hòa men lam. Toàn bộ lành tích hết trơn luôn, rất là đẹp. Quả tích này rất là ít gặp luôn, em cũng mới gặp lần đầu luôn. Cốt này em bao già nha. Phủ men là tốt phía trong luôn nè, chứ không phải dừa. Chiều cao của cái bình này là 41cm, miệng là 16. Em bán cái bình này với giá là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu thôi. Cao tới 41cm lận. Đó, cái bình này em bán 1,5 triệu thôi nha. Nhưng mà được có cái tích là gì? Cá quá phượng quá độc luôn á. Đáng để sưu tầm, em nói thật sự là vậy. Tiếp theo đây là em có một cái bộ lư bằng đồng chuẩn xưa của Quế nha. Đó, mình có một cái ông lân ở đây rất là tươi cười luôn. Rất là đẹp ha. Cái mặt rất là tươi. Và ở đây là người ta chạm ở trên cái nắp ở trên là chạm hoa. Đó. Chạm hoa ha. Bộ lư mình cao lên tới đầu ông lân đây là 38cm. Đây là phía trong nè. Đây phía trong. Hai cái tay cầm của bộ lư này sẽ như thế này. Nhìn nó rất là kiểu như đỉnh đạt á. Đây. Và mình sẽ có hai cái mặt bọm ở trên cái thân lư như thế này. Hai cái mặt bọm như vậy nè. Bên đây nữa. Ở bốn cái chân phía dưới là mặt rồng. Bốn chân phía dưới là mặt rồng ha. Và cái bộ lư này ở đây em thấy có mọc. Có mọc đây ha. Và cái mọc này thì mọc chìm này thì em bao đồ chuẩn xưa cho mình luôn rồi. Khỏi phải nói luôn. Rồi, tiếp theo là hai cái chân đàn. Hai chân đàn này của mình thì cao là 26cm. Và lành hết.
nguyên bộ lư này nó lành hết. Cả bộ lư này luôn là nặng là 4,3 kg. Một cái mình lư và hai cái chân đàn nặng là 4,3 kg. Đó. Rồi bộ này em bán giao lưu với cô chú anh chị em mình với giá là 6 triệu nha. 6 triệu cho bộ lư này. Ở phía cái chân ở phía dưới này á, là cái mặt phụng nha. Nãy em quên nói cái chân ở phía dưới nè. Ở phía trong là người ta chạm con phụng nha. Và những cái chi tiết ở bên ngoài người ta chạm hoa như thế này. Đó. Chạm những cái vần mây á. Rồi. Rồi tiếp theo đây em có là 10 cái dĩa sọc vàng. Dĩa sọc vàng gốm lấy thiêu xưa đường kính là 15 cm và tình trạng là nó lành tích và nó chỉnh xưa luôn nha. Và ở đây em có là 10 cái chén. 10 cái chén sọc vàng đường kính là 11 cm. Tình trạng là lành và chỉnh xưa. Ở đây là em có 10 cái dĩa đựng muối tiêu cũng là sọc vàng luôn. Đó. Đường kính là 8.5. Đường kính là 9.5 cm nha. 30 này em bán với giá là 500.000 cho 30 này nha. Đó, 10 chén, 10 dĩa và 10 dĩa chấm muối tiêu ha. Bộ này là em bán với giá là 500. Tình trạng là lành 98%. Và đầu này em bao đồ chuẩn với thiêu xưa nha. Tiếp theo là em có ba cái con phù điêu là gốm này là gốm lái thiêu gia lương. Và ở đây mình có là ba con bướm nha. Gốm lái thiêu gia lương. Đó, tình trạng của con này là em thấy lành nè. Và đồ gia lương này thì lâu lâu mới gặp chứ không có gặp hoài đâu nha, rất là ít gặp. Đây là con thứ hai nè. Con thứ hai này thì nó có vảy. À con này nó vảy đây chút nè. Nó vảy đây chút xíu, nó nảy một xíu men ở chỗ này. Còn con này thì nó lành nè. Rồi con này thì nó bị tóc. Nó tóc đây một đường đây. Đó, em đưa xa xa cái hình khó thấy nè, cho nên là phải đưa gần vô để mà thấy được cái đường tóc. Đó. Ba con này là bằng gốm lá thiêu gia lương nha. Ba con này em bán với giá là 1,4 triệu. Ba con. Ba con bướm gốm lá thiêu. Treo cừu. Rồi, tiếp theo là em có một cái cặp bình bằng đồng nè. Dáng rất là đẹp nha, đây là vô một cặp luôn á. Đây. Lành tích không có vấn đề gì, cao là 35 cm. Và ở đây em có một cái là đóng năm 1944. Chỗ này. Đạn là vỏ đạn là 105 nha. Bình bông vỏ đạn hai cái vô một cặp. Rồi cặp này em bán với giá là 6,5 triệu nha, 6,5 triệu. Cao là 35 cm. Nặng nguyên cái cặp này là nặng 4,7 kg. Rồi tiếp theo là em có một cái đèn măng sông nha. Cái đèn này cũng mới vừa săn dày được luôn, cho nên là cái em chưa vệ sinh gì hết. Cái màu này còn nguyên là cái gọi là cái màu thời gian nó làm sao là nguyên y vậy đó. Còn những cái vết là bụi bặm trên bẩm trên này luôn nè. Bụi bẩn trên này còn luôn á. Và ở đây mình có một cái đèn Aida của Đức nha. Một cái đèn Aida của Đức. Bầu này là bầu bằng đồng. Đây là có hiệu con nai nè. Đó. Và ở đây nó có, mình có một cái đèn là 500 cb nha. Một cái đèn Aida 500 cb. Và kính này là kính lô. Kính lô ha. Kính lô nè. Rồi chá này lô luôn nè. Chá này thì là nó không phải chá của Aida. Rồi tiếp theo là còn lại là zin của Aida hết, zin của cây đèn này hết, từ cái đồng hồ nè, khóa nè, bơm hơi nè, khóa này nè, bật khò nè, đều là của Aida hết. Nắp chụp này trên này cũng đóng chữ Aida luôn, cũng có Aida luôn á. Vậy mình muốn trưng cái màu thời gian gì thì mình để, còn nếu mình không thích thì mình có thể vệ sinh ra nha, rất là đẹp luôn. Cái bầu này nó lành, nó không có bị mốt đâu chứ. Này, bầu lành nguyên, không có bị mốt chỗ nào chứ. Cái màu đồng lên còn khá là đẹp nè. Rồi cái đèn này em bao trái cho mình nha. Em bán với giá là 2,7 triệu em bao trái. Dĩ nhiên là nó sẽ nguyên đèn nè.
nó có kính lô, trá cũng vậy luôn. Rồi toàn bộ cái này là 2,7 triệu và em bao trá nha. Rồi tiếp theo là em có một cái Zippo nè. Cái Zippo này là cái Zippo em thấy có hiệu chủ đề trên này là một cái con đại bàng. Và ở đây để chữ Singer 1932 gì ở đây em cũng không biết nữa. Ở đây thì mình thấy là mắc in USA và có số 14 ở đây. Cái này thì em thấy nó còn cái bánh xe này nó còn bén lửa nè. Giờ chỉ cần mình châm một chút xíu xăng thơm vô là nó có thể cháy tốt đó. Đó. Cái vỏ ngoài thì nó còn đẹp, nó không có bị mốt hay là nó không có bị chày chọc ở đâu hết á. Thấy ok ha. Cái này em bán với giá là 750 nè, 750 cho cái này. Cái Zippo này nha. Dạ, tiếp theo đây lên một số ve chai nữa. Đây có là 2 4 6 8 10 12. 12 cái dĩa kiểu dĩa kiểu xưa nha. Ở đây mình có tích lại gì em cũng không biết nữa. Tích này em cũng không biết là kêu bằng cái gì luôn. Đây. Cái dĩa này của mình nó có đường kính là 18 cm và ở đây mình có là 2 4 5 7 cái. Ở đây mình có 7 cái dĩa như thế này ha. Rồi. Và ở đây là mình có 4 cái dĩa mẫu như vậy nè. Đó. Đây, cái này thì nó bị mẻ đây chút rồi. Dĩa này là dĩa kiểu xưa nha. Nè. Đó. Dĩa này thì nó chẹt hơn. Cái dĩa này nó có đường kính là 19.5 cm. Mình có 5 cái mẫu dĩa này. Ở đây mình có 7 cái dĩa mẫu này. Có nghĩa là tổng cộng mình có 12 cái. Còn 12 cái này em bán với giá là 500 ngàn nha. 12 cái 500. Rồi tiếp theo em lại có đây là chén dĩa giọt mưa, hàng gốm lấy theo xưa. Đây giọt mưa. Đây là chén ha, nó có đường kính ở đây là 11 cm. Và em có 10 cái chén. Tình trạng là lành nha. Và đây là dĩa. Dĩa này cũng là dĩa giọt mưa luôn. Đường kính là 19.5 cm. Và em có 10 cái. Tình trạng là lành nha. Rồi đây là chén nước chấm. Chén nước chấm ha. Hàng gốm nó thiêu xưa luôn. Chén này nó có đường kính là 9.5 cm. Và em có 10 cái. Đây là tô. Tô này có đường kính là 17 cm. Và đây em có 10 cái luôn. Mình sẽ có 4 loại ha. Chén nước chấm, tô và dĩa. Nó sẽ vô một bộ. Một bộ như thế này em bán với giá là 1,2 triệu nha. 1,2 triệu. 1,2 triệu cho một bộ vậy 4 món. Rồi tiếp theo. Em có hai cái bình bình Biên Hòa chạm nổi, đây là ba mặt của củ voi nha, ba mặt voi. Đồ gốm rất là già luôn nè. Đó, cổ trên này như thế này. Cổ le ra và cổ hoa sen. Làm theo kiểu cổ hoa sen á, đẹp ạ. Đây là bị vẫy đen chút nè. Vẫy đen chút. Đây. Và cái đường này là cái đường rạn men cho đồ già, ở phía bên ngoài không có. Tiếp theo là cái bình này. Này ha, cái bình này thì nó có bị mẻ ở đây, rồi người ta dán lại chỗ này tí xíu. Đây. Rồi hai cái bình này có chiều cao là 28.5. Hai cái này em bán với giá là 800. 800 ngàn cho hai cái bình này nha. Cho mình về trưng bày chơi rất là rẻ luôn, bán vốn ra xả hàng. Rồi hôm nay em xin có vài món vậy thôi ha. Cô chú chị em nếu mà ai yêu thương ủng hộ thì liên hệ em qua số điện thoại là 0944979696. Em xin cảm ơn nhiều lắm.